Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Hiền. Rất vui khi được đồng hành cùng tất cả các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay. Nhằm hưởng ứng và phát triển công tác năm 2021, Bộ Y tế và các địa phương đã tổ chức triển khai các hoạt động nhân tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng chống AIDS. Tháng hành động này được phát động bắt đầu từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 hàng năm. Đây sự kiện quan trọng thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng. Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và có những tác động to lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, bao gồm chương trình phòng chống HIV/AIDS. Với chủ đề năm nay, tăng cường phòng chống HIV trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bộ Y tế và các địa phương xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công cuộc chống dịch trong dịch. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin chính của chủ đề năm nay nhé! HIV/AIDS là căn bệnh thế kỷ có khả năng truyền nhiễm cao và phá hủy hệ miễn dịch của người bệnh. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 thì hiểm họa từ căn bệnh này lại càng nhiều hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo của các địa phương, dịch HIV/AIDS trong 9 tháng đầu của năm 2021 tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng so với 9 tháng đầu của năm 2020 tại nhiều nơi trên cả nước. Xuất hiện ở thời điểm khác nhau, nhưng Covid-19 và HIV lại có một số điểm chung cần phải chú ý. Điển hình là gây ra nỗi sợ cho cộng đồng và bất kỳ ai cũng có khả năng bị lây nhiễm. Bên cạnh đó, cả hai loại virus đều làm gia tăng sản xuất cytokine liên quan đến quá trình tải lượng virus đến cơ thể và có thể tạo ra các biến chứng thứ phát ở những người bị nhiễm bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một người nhiễm HIV khi mắc bệnh viêm đường hô hấp do virus corona có nguy cơ bệnh chuyển nặng hoặc tử vong cao hơn. Đồng thời, khi người nhiễm HIV có những bệnh nền tiềm ẩn như tiểu đường, bệnh thận và tăng huyết áp cũng dẫn đến nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn. Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra vô cùng phức tạp đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Các hội thảo, hội nghị, tập huấn liên quan đến quá trình phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng bị hủy bỏ. Việc kết nối chuyển tiếp các dịch vụ thích hợp liên quan đến HIV cho khách hàng cũng gặp nhiều khó khăn do các cơ sở y tế phải tăng cường các biện pháp bảo vệ dịch bệnh. Đáng lưu ý rằng, dịch Covid-19 có tác động hành vi mạnh mẽ đến nhóm người nghiện ma túy, người nhiễm HIV, khi họ không có khả năng chi trả các chi phí của nhu cầu y tế thiết yếu và các dịch vụ tư vấn điều trị các bệnh lây truyền qua quá trình quan hệ tình dục không an toàn, có nguy cơ lây nhiễm HIV. Để phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh còn đang căng thẳng, tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn sinh viên cần phải lưu ý. Hãy sống lành mạnh, không quan hệ tình dục bừa bãi. Đừng quên sử dụng các biện pháp an toàn khi quan hệ. Lưu ý chỉ nhận máu và các chế phẩm máu đã được xét nghiệm HIV. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân. Đặc biệt không dùng chung bơm kim tiêm và chỉ sử dụng bơm kim tiêm vô trùng. Tính đến thời điểm hiện tại, căn bệnh này vẫn chưa có thuốc chữa khỏi hoàn toàn. Người bệnh vẫn phải điều trị, dùng thuốc hàng ngày đến suốt đời để ngăn ngừa virus tái phát gây nguy hiểm đến tính mạng. Người nhiễm HIV cần có sự chuẩn bị kỹ càng để điều trị HIV một cách liên tục cũng như phòng chống dịch Covid-19. Tuy tình hình dịch bệnh vẫn còn khó khăn, nhưng Bộ Y tế vẫn luôn ra sức đẩy mạnh các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, đảm bảo mọi người dễ dàng được tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Đặc biệt là các dịch vụ điều trị cho người nhiễm HIV bằng thuốc ARV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc methadone. Đặc biệt, ở thời điểm hiện tại, việc chống dịch trong dịch vẫn còn gặp nhiều trở ngại, khó khăn so với những năm trước kia. Nhằm ứng phó kịp thời, Chính phủ, Bộ Y tế cũng như các địa phương đã triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm tăng cường phòng chống HIV trong bối cảnh dịch Covid-19, tăng cường các hoạt động truyền thông trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Song song với đó là cung cấp thông tin về tình hình dịch của các địa phương, các mô hình, sáng kiến và các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS, nhất là các sáng kiến để vượt qua thách thức của đại dịch Covid-19. Linh hoạt thay đổi sang hình thức trực tuyến để tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo chuyên môn và khoa học về HIV/AIDS. Chúng ta có thể thấy, Chính phủ Việt Nam không ngừng cố gắng xây dựng, hành động và phát huy các giá trị nhằm nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh. Với định hướng Việt Nam có thể chấm dứt dịch AIDS trong tương lai, với mục tiêu số người nhiễm HIV mới giảm dưới 1.000 trường hợp mỗi năm vào năm 2030 và HIV/AIDS không còn là vấn đề sức khỏe đáng lo ngại của cộng đồng. Chính vì thế, chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 đã được phê duyệt và ban hành. Đây sẽ là cơ hội lớn để nước ta có thể sớm khỏe mạnh và an toàn phát triển về mọi mặt. 2021, một năm với nhiều sự chuyển biến phức tạp. Chính vì lẽ đó,
Đảng và Nhà nước cùng toàn thể nhân dân đều ra sức xây dựng, củng cố một nền tảng vững chắc để có thể đánh tan dịch bệnh, đưa xã hội phát triển hơn trong giai đoạn bình thường mới. Là một sinh viên Văn Lang, chúng ta hãy luôn ý thức được tầm quan trọng của việc phòng chống dịch bệnh để có thể bảo vệ bản thân cũng như gia đình mình. Hãy cùng nhau đề cao khẩu hiệu cộng đồng chung tay kết thúc ngay dịch S để có thể lan tỏa hoạt động này đến với tất cả mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở số tiếp theo.